là doanh nghiệp chuyên sản xuất, phân phối máy thổi chai, thổi bình. Và trong video này, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm của Việt An, đó là máy thổi chai bán tự động VAPET 2200. Máy thổi chai VAPET 2200 là chiếc máy thổi chai có công suất 2200 vỏ chai trên giờ do Việt An cung cấp. Đây là chiếc máy thổi vỏ chai bán tự động, sử dụng công nghệ của Italy, cực kỳ tiết kiệm điện năng tiêu thụ, giúp các bạn giảm đến hàng chục triệu đồng tiền điện cho một năm. Máy thổi chai cũng được nghiên cứu, thiết kế kiểu dáng mới gọn gàng và bắt mắt nhưng lại không thiếu đi sự tinh tế. Được lắp ráp và hoàn thiện tại nhà máy Việt An tại Việt Nam, đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Chiếc máy thổi chai VAPET 2200 là dòng máy bán tự động nên cần có một người thợ để vận hành. Quy trình hoạt động của máy thổi chai VAPET 2200 do Việt An cung cấp. Bước 1. Cho phôi chai vào máy gia nhiệt để làm nóng phôi, làm cho bề mặt phôi chai được lỏng đều. Bước 2. Cho phôi chai đã được làm lỏng đều vào khuôn của máy thổi để tiến hành thổi vỏ chai. Các bạn muốn hình dáng cổ chai, vỏ chai như thế nào thì sẽ tùy thuộc vào khuôn mà các bạn đã đặt nhé. Bước 3. Khuôn chai và vỏ chai thành phẩm sau khi thổi sẽ được tháp giải nhiệt làm mát để được đẩy và đưa ra ngoài. Bước 4. Sau khi vỏ chai được thổi, sẽ được nhân công chuyển ra ngoài tiến hành chiết rót nếu bạn là cơ sở kinh doanh nước, hoặc chuyển đến nơi tiêu thụ nếu bạn là cơ sở kinh doanh vỏ chai. Một số lưu ý khi sử dụng máy thổi chai VAPET 2200 của Việt An, các bạn nên thường xuyên lau chùi vệ sinh máy thổi vỏ chai VAPET 2200 để giúp máy thổi vỏ chai không bị han gỉ, cũng như đảm bảo được độ an toàn vệ sinh cho vỏ chai thành phẩm. Các bạn cũng nên bảo trì bảo dưỡng máy thổi vỏ chai định kỳ. Quá trình bảo trì bảo dưỡng máy cũng phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra các thông số kỹ thuật và hoạt động của máy. Nếu không tự kiểm tra các sai số được, các bạn hãy liên hệ với Việt An để được tư vấn và hỗ trợ kiểm tra nhé. Các bạn cũng nên lắp đặt, bố trí máy thổi vỏ chai ở nơi khô thoáng, rộng rãi, tiện cho người vận hành và bảo trì máy. Một lưu ý nhỏ cuối cùng cho các bạn, đó là phải luôn đảm bảo nguồn điện theo yêu cầu của nhà sản xuất, không sử dụng máy khi nguồn điện quá thấp. Khách hàng khi mua sản phẩm máy thổi vỏ chai của Việt An sẽ được vận chuyển và lắp đặt miễn phí, được bảo hành máy 1 năm và bảo trì dài hạn, với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm cao trong nghề. Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt An xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.